Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành quyết định số 4319 thành lập Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ủy viên Trung bương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm trưởng ban. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyên Minh Triết làm phó trưởng ban. Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh làm phó trưởng ban thường trực. Ba phó trưởng ban khác gồm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh giám đốc công an thành phố vũ xuân viên và chính ủy viên ban chỉ đạo ban nội chính thành ủy là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo thành phố